Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 44 và các hội nghị có liên quan đang diễn ra tại Siem Reap, Campuchia, sáng 29 tháng 8, các bộ trưởng kinh tế 10 nước ASEAN đã có buổi tham vấn cùng Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, tin do phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Campuchia thực hiện. Tại cuộc tham vấn, các bộ trưởng ASEAN và Trung Quốc đã cùng thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm duy trì đà tăng trưởng của cả hai bên trong bối cảnh thương mại toàn cầu không ngừng biến động và đặc biệt ASEAN đang nỗ lực thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. Phát biểu tại cuộc tham vấn, Bộ trưởng Thương mại nước chủ nhà Campuchia Cham Prasit khẳng định bên cạnh ưu tiên thúc đẩy hội nhập thương mại nội khối, ASEAN cũng đặc biệt chú trọng tăng cường hợp tác thương mại với bên ngoài thông qua các đối tác đối thoại. Trong đó, Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN từ năm 2004 đến nay. Các đại biểu tham dự cuộc họp cũng nhất trí rằng, sau 2 năm thực hiện, Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa 10 nền kinh tế ASEAN với Trung Quốc. Các nước ASEAN và Trung Quốc cũng xem xét về việc đề nghị Hồng Kông, đặc khu hành chính của Trung Quốc, tham gia vào hiệp định này. Dự kiến, đề xuất trên sẽ được trình lên lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc quyết định tại hội nghị cấp cao ASEAN 21 vào tháng 11 năm nay tại Phnom Penh. Ngày 29 tháng 8, Nhật Bản và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tiến hành đàm phán về việc đưa về nước di cốt của những người Nhật Bản đã chết ở Triều Tiên trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên về chủ đề này trong 4 năm qua và cũng là lần tiếp xúc chính thức đầu tiên giữa quan chức hai nước kể từ khi ông Kim Jong-un lên làm lãnh đạo Triều Tiên và Đảng Dân chủ Nhật Bản lên cầm quyền ở Nhật Bản. Theo kế hoạch ban đầu và theo đề xuất của Nhật Bản, cuộc đàm phán sẽ diễn ra ở cấp chính phủ. Tuy nhiên, phía Triều Tiên yêu cầu vòng đàm phán lần này chỉ tiến hành ở cấp chuyên viên. Cuộc đàm phán lần này dự kiến kéo dài trong 2 ngày và sẽ lần lượt diễn ra tại đại sứ quán của hai nước ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo truyền thông Nhật Bản, ngoài vấn đề hồi hương di cốt các công nhân đã chết ở Triều Tiên, Tokyo dự định sẽ đưa vấn đề công dân nước này bị Triều Tiên bắt cóc trong giai đoạn 1970 đến 1980 ra thảo luận tại cuộc đàm phán lần này. Các cuộc đối thoại song phương về chủ đề này đã bị ngưng trệ từ tháng 8 năm 2008 sau khi Bình Nhưỡng đơn phương hủy bỏ thỏa thuận hợp tác điều tra lại các vụ bắt cóc. Đây vốn là một trong những trở ngại trong quan hệ giữa Nhật Bản và Triều Tiên. Hai nước láng giềng Đông Bắc Á này vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc Nhật Bản và Triều Tiên nối lại đàm phán song phương được đánh giá là một động thái tích cực thể hiện nỗ lực bình thường hóa quan hệ của chính phủ hai nước. Hồi đầu tháng này, Hội chữ thập đỏ hai nước cũng đã có cuộc gặp đầu tiên trong vòng 10 năm qua thảo luận về việc hồi hương di cốt người Nhật Bản. Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản, hiện còn khoảng 21.600 bộ hài cốt của người Nhật Bản vẫn còn lại ở Triều Tiên từ hồi chiến tranh thế giới thứ hai. Trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa Mỹ, ngày 28 tháng 8, cựu thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney, đã chính thức được bầu là ứng cử viên tổng thống tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng với đối thủ là đương kim tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử sẽ được diễn ra vào tháng 11 tới đây. Hơn 1.144 đại biểu tham dự đại hội đã bỏ phiếu ủng hộ ông Mitt Romney trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Theo kế hoạch, ông Romney sẽ có một bài diễn văn chấp nhận đề cử vào phiên bế mạc của đại hội ngày 30 tháng 8. Tôi nghĩ ông Mitt Romney là nhà lãnh đạo tài ba. Ông ấy sẽ xoay ngược những khó khăn hiện nay của nền kinh tế Mỹ. Ông ấy sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Nhiều đại biểu tham dự đại hội cũng bày tỏ tin tưởng đối với Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Paul Ryan, người đã được ông Romney lựa chọn làm liên danh tranh cử. Tôi nghĩ ông Paul Ryan sẽ đưa ra được những chính sách giúp thanh niên Mỹ thoát ra khỏi giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay. Chỉ có ông ấy mới có thể đưa ra các kế hoạch để đối phó với những vấn đề khó khăn. Theo các kết quả thăm dò mới đây nhất, khoảng 48% số cử tri đã đăng ký cho biết sẽ ủng hộ ông Obama và 45% hậu thuẫn ông Romney. Như vậy, ông Mitt Romney đã thu hẹp được khoảng cách dẫn điểm với đối thủ Đảng Dân Chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama. Trong số các đại biểu tham dự Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa, vẫn có không ít người tỏ ra không đồng tình với quyết định chọn ông Mitt Romney là ứng cử viên Tổng thống. Sau đây là ghi nhanh của phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam đang có mặt tại Tampa, Mỹ. Nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với hạ nghị sĩ bang Texas Ron Paul, người đã thua ông Romney trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Ông Ron Paul luôn có quan điểm khác với ứng cử viên Mitt Romney trong các vấn đề giảm chi phí quân đội, phản chiến, giảm thuế.
Ron Paul là nhà vô địch của lĩnh vực hiến pháp, đề cao những nguyên tắc được thiết lập từ khi nước Mỹ khai sinh. Đường lối ông vạch ra đối với lĩnh vực kinh tế và tài chính là rất thiết thực. Khi ông Ron Paul xuất hiện, nhiều đại biểu đã đứng dậy chào đón nồng nhiệt. Tuy nhiên, ông lại không có cơ hội được phát biểu tại đại hội. Nhiều người cho rằng đó là vì các quan điểm của ông không có lợi cho Đảng Cộng Hòa và cho ứng viên Romney. Thật không công bằng khi họ không cho Ron Paul được phát biểu, ông ấy cũng là một đại biểu chứ. Cần phải cho phép ông ấy được nói. Họ đáng ra cũng phải đưa tên ông ấy ra để mọi người lựa chọn. Ủy ban toàn quốc và cấp bang đã tìm cách để hạn chế tầm ảnh hưởng của ông ấy. Điều đó không tốt cho Đảng Cộng Hòa và khiến nhiều đại biểu thất vọng. Ngay lúc này đây thì ngày đại hội thứ hai của Đại hội Đảng Cộng Hòa vẫn đang diễn ra với rất nhiều những thông điệp mạnh mẽ được đưa ra từ các đại biểu, kêu gọi sự ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, kêu gọi sự ủng hộ cho ứng cử viên Tổng thống Mitt Romney. Nhưng những gì chúng ta đã chứng kiến trong phóng sự vừa rồi thì rõ ràng là còn rất nhiều những cử tri, những đảng viên của Đảng Cộng Hòa vẫn dành sự ủng hộ cho một trong những người đã thất bại trong cuộc chạy đua để trở thành ứng cử viên duy nhất của đảng, đó là ông Ron Paul. Và nó cũng cho thấy rằng là Đảng Cộng Hòa và ứng cử viên Mitt Romney vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể giành được chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tới đây vào tháng 11. Tuấn Đạt, phóng viên Thông gia Việt Nam đã có mặt tại Tampa, Florida. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.